Thưa quý vị, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện đang phát triển đa dạng, không chỉ tạo sự phong phú về mặt hàng mà còn tạo sự phát triển hài hòa, cân đối trong triển khai chương trình OCOP. Mật ong là một trong những sản phẩm mới đang được đánh giá phân hạng OCOP cấp tỉnh sau khi đã đạt OCOP 3 sao cấp huyện. Sản phẩm này được hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kim Cúc ở xã Tân Long, huyện Phú Giáo đầu tư. Trước đây, gia đình bà chỉ thu mua mật ong của các hộ trên địa bàn huyện và một số hộ khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương để cung ứng cho thị trường. Song nhận thấy với yêu cầu ngày càng cao về mẫu mã, chất lượng và thương hiệu, năm 2022, bà quyết định thành lập hộ kinh doanh để sản xuất theo chuẩn quy trình, xây dựng thương hiệu sản phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi đưa ra thị trường. Hiện nay, gia đình đã chủ động nuôi ong lấy mật để sản xuất mật ong nguyên chất với ba vị chính là mật ong hương bạc hà, mật ong hương nhãn và hương cỏ kim. Sản lượng tiêu thụ bình quân mỗi loại hơn 2.000 lít một năm. Để đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, bà còn hợp tác với các hộ sản xuất mật ong trên địa bàn để tăng lượng sản xuất cung cấp thị trường và cùng hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm mật ong huyện Phú Giáo. Bà con tiêu dùng chọn cái sản phẩm này rồi thì trước tiên là phải sạch và có vệ sinh an toàn. Hiện nay, chủ thể tham gia chương trình OCOP không chỉ tập trung ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác mà đã được mở rộng đến các hộ gia đình, đang tạo sự kết nối chặt chẽ trong việc phát huy nội lực và thúc đẩy phát triển các sản phẩm đặc thù địa phương. Với kết quả đạt được, trọng tâm trong duy trì thực hiện chương trình OCOP năm 2023, tỉnh hướng dẫn 100% xã đăng ký sản phẩm và có ít nhất 40 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình, phấn đấu có ít nhất 25 sản phẩm được đánh giá, phân hạng đạt 3 sao trở lên. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ tư vấn chủ thể hoàn thiện về bao bì, nhãn mác, công bố sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo quy định để nâng hạng ít nhất 5 sản phẩm 3 sao lên 4 sao và một sản phẩm 4 sao lên 5 sao. Hiện tại bây giờ là hợp tác xã Bình Hòa Phát đã có 3 sản phẩm làm OCOP đợt này là bưởi, da xanh, cam sành và quýt đường. Và tiếp tới sẽ là sầu riêng và mít. Thì còn một số sản phẩm nữa thì từ từ sẽ làm dần và cho đến khi mà hoàn thiện được tất cả những sản phẩm của hợp tác xã là khoảng trên dưới 10 cái sản phẩm là sẽ đạt OCOP. Hiện nay toàn tỉnh đã có 47 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP cấp tỉnh với đa dạng sản phẩm. Sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh phát triển đồng đều ở cả khu vực đô thị lẫn nông thôn, không chỉ tạo sự phong phú về mặt hàng mà còn tạo sự phát triển hài hòa trong triển khai chương trình OCOP.